Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Anna Trần. Hôm nay Anna muốn chia sẻ với các bạn cách để có thể nặn hoa bằng gel 4D hay còn gọi là gel khô không lưu huỳnh. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho Anna một lọ gel 4D. Ở đây thì Anna sử dụng gel 4D màu trắng. Đối với việc sử dụng gel 4D thì các bạn phải lưu ý rằng tính chất của gel 4D rất nhanh khô, vì thế chúng ta lấy sản phẩm ra sử dụng thì phải đậy nắp lại ngay để tránh việc ánh sáng chiếu vào đây. Chúng ta sẽ bắt đầu lấy gel ra để sử dụng. Anna sẽ sử dụng đến cây dít gel. Chúng ta sẽ dít một phần gel vừa đủ. Ok, chúng ta sẽ đậy nắp lại. Phần gel trên đây chúng ta sẽ cho vào tay, vò tròn nó lại như thế này. Lấy cọ gel 4D đầu nhỏ, thấm một ít nước để tránh việc gel 4D dính vào cọ. Đây là nước thường, nước uống của chúng ta đó. Cho gel 4D lên cọ như thế này. Sau đó chúng ta cho lên móng, vị trí mà các bạn muốn làm hoa, làm bông gì đó, cho lên như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đổi lấy đầu to. Đầu to này là đầu tán, tức là làm thấp nó xuống, làm bẹp nó xuống. Chúng ta cũng sẽ nhúng nước bôi trơn như thế này. Đây, để tránh việc gel 4D dính cọ. Rồi chúng ta sẽ lấy cọ tán xuống như thế này, đè xuống. Tiếp theo các bạn sẽ sử dụng đến dao cắt bột. Để chúng ta cắt, Anna sẽ cắt theo hình chữ C như thế này. Hình của chúng ta sẽ trông như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ lấy đầu nhỏ của gel 4D, thấm một ít nước bôi trơn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu tán từ cánh ngoài cùng ra như thế này. Tán ra, lấy đầu nhỏ nhẹ nhàng tán ra. Xong được ba cánh phía bên ngoài, chúng ta sẽ bắt đầu tán bên trong. Bên trong thì Anna sẽ tán thành một cái hình xoắn ốc như thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tán cánh ra. Vậy là chúng ta vừa mới tán xong một cái hoa hồng bằng gel 4D như thế này. Chúng ta sẽ cho đi hơ đèn cố định. Sau khi hơ đèn cố định xong thì các bạn có thể thấy chúng ta có thể sờ lên được gel 4D của chúng ta đã cứng và bám chắc lên móng. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trang trí thêm. Anna sẽ cho thêm một ít gel 4D lên đây để làm một cái nụ hoa nhỏ phía trên, để mẫu móng thêm phần sinh động. Chúng ta cũng sẽ đè nó thấp xuống. Rồi sau đó chúng ta cũng sẽ lấy dao cắt bột để chúng ta vẽ những chữ C. Anna sẽ cho thêm cái lá ở bên dưới để tô điểm, tạo điểm nhấn. Một lớn một nhỏ như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tán ra. Gel 4D này rất thích hợp cho các bạn nào mới học cọ nổi.
và chúng ta không cần phải ngửi mùi lưu huỳnh độc hại. Đồng thời chén bún đen nó không khô nên chúng ta cứ từ từ mà chúng ta làm, không có gì để gấp cả. Rồi chúng ta sẽ cho đi hơi đèn để cố định. Vậy là Anna vừa chia sẻ xong với các bạn cách để có thể nạo hoa bằng gel 4D. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Anna. Nếu có thắc mắc, mời comment bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.